mang đến cho quý vị một loại dược liệu chăm sóc sức khỏe tuy khá là mới lạ nhưng mọi người sẽ rất là bất ngờ về công dụng của nó đấy nhé. Đó chính là sản phẩm tinh dầu thông đỏ Samsung Respegon lọ 100 viên nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc. Quý vị biết không, tinh dầu thông đỏ được chiết xuất từ những cây thông được trồng ở độ cao từ 1.300m đến 1.700m và những cây này phải có độ tuổi từ 100 đến 200 năm thì mới cho ra được tinh dầu thông đỏ với chất lượng tốt nhất. Mỗi viên tinh dầu được ép và chưng cất bởi 2,7 kg lá thông đỏ để tạo ra những sản phẩm với độ tinh khiết an toàn cao, loại bỏ hoàn toàn những độc tố có mặt trong lá thông. Lá và vỏ cây là hai bộ phận chứa nhiều dưỡng chất quý giá nhất và là thành phần chính dùng để bào chế các sản phẩm tinh dầu thông đỏ đang có mặt trên thị trường hiện nay. Trong tinh dầu thông đỏ có chứa hàng ngàn loại hợp chất hữu cơ tự nhiên, trong đó có các hoạt chất chứa dược lý mạnh mẽ như vitamin, tecren, các axit amin thiết yếu. Chính vì thế, tinh dầu thông đỏ đã mang lại những tác dụng nổi bật như sau: hỗ trợ tích cực trong quá trình điều trị và ngăn ngừa sự sinh trưởng của các tế bào ung thư, hỗ trợ làm sạch máu, làm tan lượng mỡ thừa trong máu, giúp mở rộng mao mạch, đào thải nhiều độc tố không tốt trong máu, hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc điều trị nhiều căn bệnh như tiểu đường, cao huyết áp và những căn bệnh liên quan về tim mạch, hỗ trợ hạn chế sưng tấy, giảm đau, giảm sưng cho những người bị đau khớp do có đặc tính tẩy mạch, hỗ trợ chức năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, chống lại các loại ký sinh trùng như nấm men, vi khuẩn, virus, nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng da, giúp dưỡng da, chống lão hóa, trị gầu, vẩy nến. Ngoài ra, tinh dầu thông đỏ còn giúp thông cổ, tan đờm, giúp giảm nhiều nhanh tỷ lệ mắc bệnh viêm xoang nhờ có công dụng phá vỡ các chất nhầy, loại bỏ nó ra khỏi phổi, có thể dùng trong trường hợp bị cảm cúm, ho đờm. Nhận thấy những công dụng tuyệt vời mà tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc đã mang lại sức khỏe cho con người. Tại Thịnh Phát, chúng tôi luôn cam kết sản phẩm tinh dầu thông đỏ đều là những sản phẩm đảm bảo nguồn gốc chính hãng từ các tập đoàn nổi tiếng tại Hàn Quốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Tôi xin giới thiệu đến quý vị, sản phẩm đang có mặt trên tay gần đây là sản phẩm tinh dầu thông đỏ Respegon lọ 100 viên chính hãng đến từ Hàn Quốc. Như quý vị cũng biết, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tập đoàn Samsung luôn được các khách hàng tin tưởng, lựa chọn trong suốt nhiều năm qua bởi lịch sử lâu đời, uy tín cũng như chất lượng của thương hiệu này. Viên tinh dầu thông đỏ Samsung Respegon cũng vậy, đây là sản phẩm bán chạy nhất trong các loại tinh dầu thông đỏ có tại Thịnh Phát đó ạ. Trên vỏ hộp, quý vị có thấy logo của tập đoàn Samsung Hàn Quốc cùng logo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã chứng nhận về độ an toàn cũng như chất lượng của sản phẩm này nên quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Sản phẩm viên uống này đang được phân phối chính hãng tại showroom Thịnh Phát với giá chỉ còn 1.050.000 đồng cho một hộp 100 viên. Đây sẽ là món quà sức khỏe rất là ý nghĩa dành tặng cho những người thân yêu của chúng ta, đặc biệt là những người cao tuổi hay là có vấn đề về sức khỏe. Phương xin bật mí, để mua được các sản phẩm tinh dầu thông đỏ đang có mặt tại đây thật không khó đâu quý vị ạ. Nếu quý vị chưa nhớ cách thức mua hàng tại Thịnh Phát thì Vân xin nhắc lại một lần nữa cho quý vị có thể mua được các sản phẩm đang có mặt tại đây một cách dễ dàng nhé. Có 3 cách để các bạn có thể mua được sản phẩm đảm bảo chính hãng tại Thịnh Phát như sau. Cách 1, đến trực tiếp showroom, địa chỉ 853-855 Nguyễn Thiện, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cách 2, gọi hotline 090-77-999-88 để được tư vấn trực tiếp hoặc đặt hàng qua điện thoại. Cách 3, truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc samyến.thinhphat.com và lựa chọn sản phẩm. Chúng tôi sẽ giao hàng nhanh trong ngày tại khu vực nội ô thành phố Hồ Chí Minh từ 2 đến 4 ngày đối với các tỉnh thành khác, giao hàng khi tiện tận nơi. Còn bây giờ, Khả Vân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.